Ngọc đang video cái phía sau của nhà Ngọc nè, thấy mấy con nai nó đi không? Cả nguyên cả một đàn nó luôn đó. Và nó chạy vòng vòng nguyên cả một đàn luôn. Đó. Quá chừng chừng luôn. Trời, buổi trưa mà nó dắt dòng họ nhà nó đi đâu mà nó dắt nguyên cả một bầy luôn. Hơi khó thấy mà. Lấp 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 ló đó. Chưa lần nào thấy bầy nhiều như vậy đây. Hồi trước thấy nhiều lắm là 5 con thôi. Bữa nay thấy có nguyên cả một bầy 7-8 con luôn. Đó.